Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay, 29 tháng 1 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trên khắp mọi miền đất nước, nhân dân ta náo nức hướng về thủ đô Hà Nội, dõi theo từng nội dung chương trình đại hội lần thứ 12 của Đảng. Vô cùng tin tưởng phấn khởi đón chào đại hội thành công tốt đẹp. Sự kiện chính trị trọng đại này ghi thêm một mốc son sáng ngời trên hành trình đưa cách mạng tiến lên của Đảng. Là niềm tự hào lớn lao, là trách nhiệm thiêng liêng cao cả của hơn 4,5 triệu đảng viên trước nhiệm vụ chính trị của chặng đường mới mà đại hội đã quyết nghị thông qua. Với thành công của sự kiện chính trị quan trọng này, báo Nhân dân số ra hôm nay có xã luận, phấn khởi tự hào bước tiếp chặng đường mới. Xã luận có viết, toàn đảng, toàn dân ta tự hào về thành công của đại hội, bởi tinh thần đoàn kết dân chủ, trí tuệ trong đảng càng được khẳng định qua hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đảng, trước dân của 1.510 đại biểu dự đại hội. Qua đại hội 12, thêm một dịp đảng nhận thức rõ cần phải tích cực tự hoàn thiện hơn nữa mới ngang tầm nhiệm vụ, mới khắc phục được những hạn chế yếu kém, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, kỷ cương đổi mới, thành công của đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Muôn người như một, kẻ vai sát cánh, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, nguyện mang tinh thần khí thế thành công của đại hội vào cuộc sống, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực công tác ở khắp mọi miền Tổ quốc, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Với nhan đề lúng túng với dự báo tăng trưởng GDP 6,82%, báo Lao động cho biết. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP đề ra trong năm 2016 là 6,7%. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương đánh giá khả năng đạt được là rất cao. Tuy nhiên, với các chỉ tiêu như lạm phát dưới 5%, tăng trưởng xuất khẩu 10% và nhập siêu dưới 5%, các chuyên gia cho rằng khả năng đạt được chỉ ở mức trung bình. Lý giải cho những dự báo này của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Anh Dương, Phó trưởng Ban Chính sách Kinh tế Vĩ mô nhận định năm 2016 sẽ là năm gia tăng đầu tư tư nhân và FDI do triển vọng và môi trường đang ngày càng thông thoáng hơn. Ngoài ra, đầu tư công có thể tăng nhanh do năm nay là năm đầu của khung đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, cơ hội cũng mở ra cho Việt Nam khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với hàng loạt hiệp định đã ký kết và thực hiện như FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc, AEC. Theo đó, các chuyên gia kiến nghị cần giảm tính chi phối của chính sách tài khoá, ổn định lạm phát là ưu tiên cao nhất của chính sách tiền tệ. Trên 1.000 công nhân lao động và những ai có mặt trong chương trình Tết Sum Vầy năm 2016 diễn ra tại Bắc Ninh tối ngày 28 tháng 1 đều chung niềm vui khi biết bao công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp. Đây là thông tin có trên báo Lao động hôm nay. Tối ngày 28 tháng 1, 500 suất quà được trao trực tiếp đến người lao động. 5.000 vé xe được tặng cho công nhân lao động trên địa bàn Bắc Ninh để họ có cơ hội đoàn tụ ngày Tết với gia đình. Đây cũng là năm đầu tiên hoạt động Tết Sum Vầy tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và chăm sóc tốt cho người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao sự đồng hành của các tổ chức xã hội và đặc biệt là các doanh nghiệp đối với chương trình để mang lại niềm vui cho người lao động mỗi khi Tết đến xuân về. Quá trình tổ chức Tết Sum Vầy của các liên đoàn lao động địa phương là bài học quý để công tác chăm lo cho người lao động ngày càng tốt hơn, nhất là khi hoạt động này thu hút được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, từ thành công của chương trình Tết Sum Vầy 2015, năm nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo nhân rộng việc tổ chức Tết Sum Vầy ở tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước nhằm tạo một chiến dịch rộng khắp, chăm lo thiết thực cho công nhân, không để đoàn viên công nhân viên chức lao động nào không có Tết. Hàng năm Việt Nam có hàng triệu sinh viên nhập học các trường đại học cao đẳng, trong đó không ít sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều sinh viên đỗ đại học với điểm cao, bên cạnh niềm vui đỗ đạt, bản thân và gia đình cũng chịu nặng ưu tư vì chuyện chi phí cho từ 4 đến 5 năm theo học đại học. Một cùng suy ngẫm báo Nhân dân số ra hôm nay phản ánh nội dung này. Trên thực tế, nhà nước đã và đang có một số chính sách hỗ trợ sinh viên nghèo như cho vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trang trải chi phí học tập. Nhưng có lẽ, việc lập quỹ sinh viên nghèo vượt khó ở mỗi trường đại học, trước hết ở các trường công lập là cần thiết và nên làm, nhằm mở rộng các kênh hỗ trợ cho sinh viên nghèo và cũng là thách thức để sự hỗ trợ đa dạng của xã hội thật sự đến đúng đối tượng địa chỉ. Quỹ không chỉ cho vay tín chấp, ưu đãi, cấp học bổng, phần thưởng mà cả hỗ trợ thiết thực tài chính và hiện vật không hoàn lại, mà còn là nơi tập hợp thông tin các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu tìm việc làm thêm để kết nối, giới thiệu việc làm hoặc người tài trợ trực tiếp cho các em. Thậm chí tạo điều kiện cho một số trường hợp sinh viên được về ăn ở sinh hoạt với gia đình người tài trợ có đủ điều kiện và nhu cầu phù hợp.
Tết Nguyên đán năm 2016 sắp tới để tạo điều kiện cho người lao động ăn Tết đầy đủ, ấm cúng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch về lương thưởng và các hoạt động đón Tết vui xuân cho người lao động. Theo thông tin trên báo Vĩnh Phúc, dịp Tết năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Patron Vina, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên thực hiện thưởng lương tháng thứ 13, đồng thời đẩy nhanh chu kỳ trả lương cho người lao động. Mỗi lao động sẽ được nhận một phần quà Tết do ban giám đốc công ty gửi tặng. Ngoài ra, công đoàn công ty còn thực hiện việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động vui Tết cho công nhân viên chức lao động không có điều kiện về quê ăn Tết hoặc phải làm việc trong dịp Tết. Không chỉ chăm lo chu đáo về vật chất, công đoàn các cấp, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để công nhân viên chức lao động đón xuân vui Tết. Với sự quan tâm, động viên kịp thời của công đoàn các cấp và các doanh nghiệp, hy vọng công nhân lao động tỉnh sẽ đón Tết Bính Thân 2016 thật đầm ấm, yên vui. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và